Tôi lại được test hàng gửi cho bác khách ở phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước mắt các bác là một con âm ly Pioneer 8800X. Đây là một trong con âm ly có chất âm cực kỳ hay nhưng giá vừa phải. Loại này thì nó ít xuất hiện, rất ít xuất hiện các bác nha. Chất âm thì khỏi phải bàn luôn, con âm ly này 4 tụ lọc một nguồn và sò than. Hàng còn tương đối đẹp, mượt mà, góc cạnh không hề sức mẻ, bãi zin luôn, tản nhiệt xương cá. Con này số series 1982. Tất cả những sản phẩm cửa hàng tôi trước khi đóng gói gửi cho các bác thì đều kiểm tra kỹ, test kỹ. Không chỉ là video này đâu, mà trước khi tôi nhập về tôi đã chạy chán chê rồi tôi gửi đăng video lên mạng, quay giới thiệu thì các bác biết, các bác mới đặt hàng. Và trước khi gói hàng thì đều kiểm tra thêm một lần nữa. Các bác cảm nhận thấy sao? Còn hàng nếu bị lỗi, trong thời gian bảo hành 2 tuần tôi sẵn sàng đổi sản phẩm khác cho các bác nếu lỗi do sản phẩm, chứ không phải là lỗi do người dùng làm hỏng. Đó là điều nói trước. Và xin cảm ơn. Loa trái có tiếng này. Loa phải có này. Qua biển đã xanh sao con đường buồn hôn hôn đêm sâu nhạt. Tôn nhạc các bác phải bấm vào thì nó tác dụng của bát chép. Vâng, xin chào.